Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Ngày này năm xưa của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Hôm nay ngày 7 tháng 1, sự kiện năm 1954, hệ thống dịch tự động đầu tiên được trình diễn công khai tại trụ sở của IBM ở New York. Năm 1979, chiến thắng diệt chủng tại Campuchia và năm 1984, Brunei trở thành thành viên thứ 6 của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Đó sẽ là những thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn vào ngày này năm xưa. Thưa quý vị, con người đã mong muốn dùng máy móc để phiên dịch từ rất lâu. Ở thế kỷ 17, các nhà triết học đã dùng những hệ mã có thể kết nối các ngôn ngữ khác nhau. Mặc dù với mục đích là nghiên cứu triết học, song phải đến thập niên 50 của thế kỷ 19 thì dịch máy nói chung mới thực sự được bắt đầu. Sang kỷ nguyên máy tính, dịch máy trở thành một lĩnh vực được đầu tư và nghiên cứu lớn. Các nghiên cứu chính thức mới bắt đầu ở nhiều trường đại học trong nước Mỹ. Ngày 7 tháng 1 năm 1954, thử nghiệm Gelgetern IPM, lần trình diễn công khai đầu tiên của hệ thống dịch máy, được tổ chức ở văn phòng IPM ở New York. Thử nghiệm đã được giới truyền thông đón nhận và thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng. Mặc dù còn rất đơn giản, song đã động viên và khuyến khích những dự cảm tốt đẹp về dịch máy và kích thích dòng tiền đổ vào nghiên cứu, không chỉ ở trong nước Mỹ mà trên toàn thế giới. Kết quả là trong những năm 1950-1960, nhiều hệ thống đã được cài đặt và hoạt động. Thưa quý vị, 35 năm đã trôi qua, nhưng đến tận ngày nay mỗi khi nhắc đến Khmer Đỏ hay là Pol Pot, hàng triệu người Campuchia vẫn không thể nào quên được ký ức kinh hoàng về những ngày tháng được coi là tăm tối nhất trong lịch sử nước này. Và ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng trở lại với sự kiện ngày 7 tháng 1 năm 1979. Nhận đề nghị của Mặt trận Đoàn kết Cứu quốc Campuchia, Việt Nam quyết định cử một lực lượng lớn quân đội giúp cách mạng Campuchia, đồng thời ngăn chặn âm mưu và các hành động chiến tranh biên giới của quân Pol Pot. Chúng ta đã tổ chức các đơn vị hành quân sang đất Campuchia, đánh đuổi Pol Pot, giải phóng thủ đô Phnom Penh vào ngày 7 tháng 1 năm 1979, sau đó đánh đuổi Pol Pot rút lên vùng núi phía tây của Campuchia. Và ngày 7 tháng 1 năm 1979 trở thành ngày giải phóng của dân tộc Campuchia khỏi ách thống trị của tập đoàn Pol Pot, khỏi họa diệt chủng. Theo số liệu quốc tế tương đối chính xác, trong 4 năm cầm quyền của chính quyền Pol Pot đã giết hại 1,7 triệu người dân Campuchia, lúc đó dân số Campuchia khoảng 7 triệu người. Như vậy, gần 1/4 dân Campuchia đã bị giết dưới bàn tay của tập đoàn Pol Pot, họ tự giết hại dân tộc mình. Chính nhờ quân đội Việt Nam sang đánh đuổi quân Pol Pot, lật đổ chính thể Campuchia Dân Chủ, tạo điều kiện cho lực lượng của Mặt trận Đoàn kết Cứu quốc Campuchia giành chính quyền và xây dựng lực lượng cách mạng yêu nước, hồi sinh dân tộc Campuchia. Thưa quý vị, Brunei có mối quan hệ truyền thống với Anh quốc và trở thành thành viên thứ 49 của khối thịnh vượng chung ngay vào ngày độc lập, mùng 1 tháng 1 năm 1984. Nhằm khởi đầu cho việc cải thiện các mối quan hệ cấp khu vực, vài ngày sau đó Brunei đã gia nhập ASEAN vào ngày mùng 7 tháng 1 năm 1984 và trở thành thành viên thứ 6 của Hiệp hội. Lịch sử của Brunei gắn với lịch sử của Đông Nam Á. Vương quốc này có lịch sử lâu đời so với nhiều quốc gia khác trên thế giới. Ở thế kỷ thứ 10, Brunei được đánh giá là một trong ba vương quốc hùng mạnh nhất ở phía tây bắc Borneo và đặc biệt thịnh trị vào thế kỷ thứ 15-16 khi vương quốc này tuyên bố quyền bá chủ đối với cộng đồng ven bờ sông Borneo. Sau khi giành được độc lập, cũng như các quốc gia Đông Nam Á, Brunei đã tổ chức khôi phục và phát triển kinh tế để khẳng định vị trí của mình trong khu vực. Trong quan hệ hợp tác giữa các nước ASEAN, Brunei có vai trò quan trọng. Đây là một trong những nước xuất khẩu dầu mỏ chính ở thị trường ASEAN. Và Brunei cũng là thị trường nhập khẩu nhiều lương thực và thực phẩm từ các nước ASEAN. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ngày này năm xưa xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai.